Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm tạo đột phá trên các lĩnh vực, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 21 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá với mục tiêu xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên. Qua hơn nửa nhiệm kỳ, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, vừa tập trung phòng chống dịch, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng. Trong giai đoạn 2021-2023, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, song ngành nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ cho nền kinh tế của cả tỉnh. Tốc độ tăng trưởng lĩnh vực nông lâm thủy sản bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 5,81% trên năm, vượt so với chỉ tiêu đề ra là 4,33% trên năm. Phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, tỉnh ưu tiên đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch, từng bước dịch chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp được triển khai ở nhiều địa phương. Cái sản lượng của trái vụ thì không đạt bằng chính vụ, nhưng mà nó lại được cái giá, với lúc đấy là mình gần như là độc quyền của cái sầu riêng này, thì có thể thì giá nó sẽ tốt hơn. Điểm sáng nữa trong giai đoạn 2021-2023 là kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 4 tỷ 300 triệu đô la Mỹ, cao hơn kế hoạch đề ra. Riêng trong năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Đắk Lắk đạt 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,9% so với năm trước, trong đó cà phê chiếm tỷ trọng lớn nhất, tiếp đến là điều, hồ tiêu, cao su và các mặt hàng trái cây, gạo, mắc ca. Năm 2024 thì dự báo tình hình các cái thị trường thế giới thì cũng vẫn còn khá nhiều cái khó khăn. Nhưng mà tỉnh vẫn đặt ra một cái mục tiêu là chúng ta phải duy trì cái tổng kim ngạch xuất khẩu là trên 1,6 tỷ đô la Mỹ. Và để đạt được cái mục tiêu đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải triển khai rất là nhiều cái giải pháp đồng hành hỗ trợ cùng với các nhà sản xuất, cùng với các doanh nghiệp chế biến, các doanh nghiệp tiêu thụ, và cũng phải chú trọng hơn nữa đến công tác xúc tiến thương mại, quảng bá các cái sản phẩm của chúng ta đến các cái thị trường truyền thống cũng như là các cái thị trường mới trên thế giới. Thời gian qua, các thế mạnh tiềm năng về du lịch được tỉnh Đắk Lắk tập trung khai thác hiệu quả. Ngoài đầu tư nâng cấp các sản phẩm du lịch đã có, Đắk Lắk còn thu hút du khách qua các lễ hội truyền thống, du lịch, lịch sử, văn hóa, nghỉ dưỡng, sinh thái, tạo tiền đề Đắk Lắk bứt phá và trở thành điểm đến trong cẩm nang du lịch của du khách gần xa. Khi đến đây tôi rất ấn tượng bởi con người ở đây rất thân thiện, cảnh đẹp và người dân vẫn gìn giữ được bản sắc văn hóa. Tôi rất hài lòng về chuyến du lịch tại Đắk Lắk và sẽ giới thiệu với bạn bè. Chắc chắn tôi và bạn bè sẽ quay trở lại đây vào một dịp gần nhất. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Đắk Lắk đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng. Tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị địa phương được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực được tăng cường, phát hiện xử lý kịp thời nghiêm minh các tổ chức cá nhân vi phạm, giữ vững kỷ cương kỷ luật của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Về Ban Thường vụ Tỉnh ủy là đã lãnh đạo và tổ chức triển khai là nghiêm túc các cái chỉ thị nghị quyết của Trung ương và tổ chức các quán triệt và học tập các văn bản Trung ương cũng như của tỉnh ủy đảm bảo đúng chất lượng, đảm bảo chất lượng, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh. Vì vậy là nó có cái sự chuyển biến khá tích cực, rõ nét trong cán bộ đảng viên. Một mùa xuân nữa lại về, những kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ sẽ góp phần nhân lên niềm tin và khát vọng, tạo ra khí thế mới, động lực mới để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk thực hiện thành công các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025, đưa Đắk Lắk phát triển nhanh và bền vững hơn trong giai đoạn tới.